Báo Anh chửi thậm tệ Trung Quốc khi chứng kiến những điều phi thường mà Quang Linh Vlog làm ở châu Phi. Xin chào các bạn thân thiết của Vietnam Jungler. Các bạn thân mến, châu Phi, một lục địa giàu tài nguyên nhưng đầy rẫy khó khăn, từ lâu đã trở thành tâm điểm của các cường quốc thế giới trong cuộc chạy đua tranh giành sự ảnh hưởng của mình ở nơi này. Và trong số đó, Trung Quốc đã không tiếc công sức và tiền bạc để xây dựng hình ảnh mình là một người bạn lớn tại châu Phi với những công trình đường xá đổ rộ. Các dự án khai thác khoáng sản quy mô lớn hay các sân bay hiện đại được dựng lên ở khắp nơi. Nhưng liệu có phải tất cả đều hào nhoáng như vẻ bề ngoài? Với hàng tỷ đô la Mỹ đầu tư vào châu Phi, lẽ ra phải nhận được sự ngưỡng mộ và biết ơn từ các quốc gia tại lục địa này. Nhưng tại sao người dân châu Phi ngày càng mất niềm tin vào những món quà mà Trung Quốc mang đến? Trong khi đó, những người trẻ Việt Nam lại chinh phục trái tim của người dân châu Phi, đặc biệt là người dân Angola hay là Nam Sudan, và trở thành biểu tượng cho sự phát triển bền vững, nhân văn tại châu Phi. Điều gì khiến người dân châu Phi có thái độ đối lập như vậy giữa hai quốc gia Việt Nam và Trung Quốc? Phải chăng người châu Phi đã sớm nhận ra điều bất ổn gì đó? Hãy cùng Vietnam Jungler phân tích chi tiết và mở rộng góc nhìn để làm rõ sự khác biệt đáng kinh ngạc này các bạn nhé! Thưa các bạn, Trung Quốc đã đổ hàng tỷ đô la Mỹ vào các dự án hạ tầng tại châu Phi trong nhiều thập kỷ qua. Những dự án này bao gồm xây dựng đường xá, sân bay, cảng biển và các cơ sở khai thác khoáng sản. Nhìn bề ngoài đây có vẻ như là đóng góp to lớn cho sự phát triển của châu Phi đúng không? Nhưng trên thực tế, mục tiêu chính của Trung Quốc không phải là giúp đỡ châu Phi, mà là gia tăng ảnh hưởng chính trị và tối đa hóa lợi ích kinh tế của mình. Trung Quốc bước chân vào châu Phi không phải để làm từ thiện hay là giúp đỡ người dân như những gì họ đang rao giảng trên lý thuyết. Những khoản đầu tư khổng lồ được đổ vào lục địa này mang theo những tham vọng lớn, kiểm soát nguồn tài nguyên phong phú, gia tăng ảnh hưởng chính trị và tạo ra các thị trường mới cho hàng hóa Trung Quốc. Những dự án lớn xây dựng được cao tốc, cảng biển hay sân bay ban đầu có vẻ là phước lành cho các quốc gia châu Phi, nhưng ẩn sau đó là những khoản vay khổng lồ với lãi suất cao, buộc các nước nghèo phải gánh thêm những gánh nặng nợ nần. Khi không trả nổi nợ, họ buộc phải thế chấp tài sản quan trọng hoặc nhượng quyền kiểm soát cho phía Trung Quốc. Đây chính là cái mà nhiều nhà phân tích quốc tế gọi là bẫy nợ, một hình thức kiểm soát mới núp bóng dưới danh nghĩa hợp tác. Người dân châu Phi không khó để nhận ra rằng những công trình lớn ấy có rất ít lợi trực tiếp đối với họ. Hầu hết các dự án đều được thực hiện bởi các công ty và nhân công từ Trung Quốc, chứ không hề tạo ra việc làm cho người dân địa phương. Khi dự án hoàn thành, họ thường bị bỏ mặc với các công trình thiếu bảo trì hoặc không thể vận hành do thiếu kỹ thuật và tài nguyên. Những con đường hoành tráng không thể giải quyết vấn đề thiếu nước sạch, những tòa nhà cao tầng không thể xoa dịu nỗi đau đói nghèo. Người dân cảm thấy mình không được đối xử như những người bạn, mà chỉ như những công cụ để Bắc Kinh tận dụng mà thôi. Tiền và lợi nhuận thì để vào túi người Trung Quốc cả, còn đói nghèo, ô nhiễm môi trường và xung đột thì ở lại với người dân châu Phi. Trong khi đó, những người Việt Nam lại mang đến những câu chuyện hoàn toàn khác. Không phải đại diện của một cường quốc, không có hàng tỷ đô la Mỹ đầu tư, nhưng họ mang đến một thứ mà châu Phi trân trọng hơn cả. Sự sẻ chia, lòng nhân ái và sự giúp đỡ thực chất. Mà điển hình là các bạn trẻ trong team Quang Linh Vlog, câu chuyện của anh và những người bạn có sức lan tỏa mạnh mẽ trong cộng đồng không chỉ người Việt Nam, người châu Phi mà còn là trên toàn thế giới. Mình đã theo dõi team từ hồi các bạn còn là một xưởng đá cho tới bây giờ. Hành trình ấy chứa đầy những cảm xúc mà chỉ với dòng chữ mình cũng không thể nào diễn tả được. Là một YouTuber trẻ tuổi đến từ Việt Nam, Quang Linh Vlog không có hàng tỷ đô la Mỹ đầu tư, cũng không có dự án hoành tráng. Nhưng anh lại chiếm được trái tim của người dân địa phương bằng những việc làm giản dị và ý nghĩa. Không giống như cách Trung Quốc xây dựng các công trình vật chất để lại gánh nặng cho người dân, Quang Linh chọn cách đầu tư vào con người và cộng đồng. Những việc làm của Quang Linh và nhóm Tìm Châu Phi không dừng lại ở việc phát thức ăn miễn phí hay xây dựng nhà ở. Anh hiểu rằng chỉ hỗ trợ vật chất không thể giải quyết triệt để vấn đề nghèo đói. Vì vậy, anh tập trung dạy người dân cách tự trồng trọt, chăn nuôi và sử dụng nguồn lực địa phương để cải thiện cuộc sống. Anh giúp người dân có cái cần câu, đồng thời dạy họ cách câu cá, cách phát triển kinh tế một cách bền vững. Những việc làm của anh, từ việc xây trường học, cung cấp nước sạch đến hướng dẫn canh tác, vừa giúp người dân cải thiện đời sống, vừa khơi dậy lòng tin của họ và chính khả năng của mình. Thay vì phụ thuộc vào viện trợ bên ngoài, người dân Angola giờ đây có thể học cách tự chăm sóc bản thân và xây dựng một tương lai cho chính mình và cộng đồng. Sự tự tin và tinh thần lạc quan ấy cũng là một yếu tố không thể đo đếm được, nhưng mà lại có tác động lâu dài đến sự phát triển bền vững của họ. Chính cách làm ấy của Quang Linh và team đã khiến anh trở nên khác biệt. Những gì anh mang đến không chỉ là giải pháp tạm thời, mà là hy vọng và động lực cho cả cộng đồng địa phương. Người dân Angola nhìn thấy ở anh vừa là một người bạn, vừa là một người truyền cảm hứng, một người sẵn sàng chia sẻ kiến thức và cùng họ xây dựng tương lai. Những cử chỉ chân thành ấy đã tạo nên sự kết nối mạnh mẽ giữa Quang Linh và cộng đồng nơi đây, những điều mà các dự án đổ sộ của Trung Quốc không bao giờ có thể mang lại. Điều đáng chú ý là trong khi Trung Quốc thường sử dụng nguồn nhân lực từ chính quốc cho các dự án tại châu Phi, Quang Linh và nhóm của anh luôn tìm cách tận dụng và phát huy nguồn lực tại chỗ. Anh luôn tìm cách tạo việc làm cho người dân địa phương, giúp họ học được những kỹ năng mới để tự quản lý và phát triển cuộc sống của mình. Ví dụ điển hình là các dự án nông nghiệp mà Quang Linh và team châu Phi triển khai.
Anh vừa hỗ trợ cây giống, công cụ, vừa hướng dẫn người dân cách trồng trọt, chăm cây cối và phát triển sản xuất nông nghiệp. Nhờ đó mà những người trước đây chỉ sống dựa vào trợ cấp đã bắt đầu có thể tự nuôi sống gia đình và cộng đồng. Ngoài nông nghiệp, Quang Linh còn chú trọng đến những nhu cầu cơ bản nhưng rất thiết thực trong đời sống hàng ngày như nước sạch và vệ sinh môi trường. Anh đã tài trợ xây dựng các giếng nước sạch, lắp đặt hệ thống vệ sinh cộng đồng, mang lại sự thay đổi rõ rệt trong chất lượng cuộc sống của người dân. Những điều này tuy nhỏ bé nhưng lại là nền tảng quan trọng giúp cộng đồng nơi đây có một cuộc sống ổn định và khỏe mạnh hơn. Quả không phải ngẫu nhiên mà báo chí quốc tế lại hết lời khen ngợi những việc làm của Quang Linh, gọi anh là một biểu tượng nhân văn tại châu Phi. Sự đối lập giữa cách làm của Quang Linh và Trung Quốc còn thể hiện rõ ở mục tiêu cuối cùng mà mỗi bên hướng đến. Trong khi Trung Quốc đặt lợi ích kinh tế và chính trị lên hàng đầu, thì Quang Linh lại chỉ tập trung vào việc cải thiện cuộc sống của người dân. Anh không tìm kiếm lợi nhuận hay là danh tiếng, tất cả những gì anh làm đều xuất phát từ lòng nhân ái và sự sẻ chia. Người dân Angola nhìn nhận sự giúp đỡ của team đều cảm thấy được tôn trọng và trao quyền. Đây chính là điểm mấu chốt giúp Quang Linh chiếm được lòng tin và tình cảm của họ, điều mà các dự án của Trung Quốc không bao giờ làm được. Có lẽ điều đặc biệt nhất trong chuyện của Quang Linh chính là cách anh thể hiện tinh thần Việt Nam trên đất châu Phi. Người Việt Nam từ lâu đã được biết đến với tinh thần kiên cường, nhân ái và sẻ chia. Từ một đất nước từng trải qua chiến tranh và khó khăn, Việt Nam đã vươn lên mạnh mẽ, giờ đây thì lại sẵn sàng giang tay giúp đỡ bạn bè quốc tế. Câu chuyện của Quang Linh là minh chứng sống động cho tinh thần ấy, một tấm gương sáng về lòng nhân ái và sự cống hiến không điều kiện. Còn Trung Quốc, dù Trung Quốc cố gắng quảng bá hình ảnh là một đối tác phát triển thông qua các dự án lớn tại châu Phi, nhưng sự tin tưởng của người dân giờ đây đã về số âm rồi. Báo chí quốc tế cũng không ít lần gọi Trung Quốc là kẻ cướp tài nguyên và chỉ trích các dự án của họ là thực dân trá hình. Mang danh là giúp đỡ, tài trợ, nhưng Trung Quốc lại khiến nhiều quốc gia không những mất đi quyền tự chủ mà còn đối mặt với sự suy giảm nghiêm trọng về phúc lợi xã hội. Người dân địa phương thay vì được hưởng lợi lại phải chịu gánh sự bóc lột tài nguyên và nền kinh tế bị thao túng. Nhìn vào câu chuyện của Quang Linh và những gì anh đã làm tại Angola, không khó để hiểu tại sao người dân châu Phi lại yêu mến Việt Nam nhưng lại có cái nhìn đầy tiêu cực về Trung Quốc. Cách tiếp cận của hai bên hoàn toàn khác nhau cả về hình thức lẫn giá trị cốt lõi. Trong khi Trung Quốc cố gắng gia tăng ảnh hưởng bằng sức mạnh kinh tế, thì Việt Nam, thông qua những người như Quang Linh, lại chinh phục trái tim người dân bằng lòng nhân ái và sự chân thành. Trong một thế giới mà sự tham lam đang trở thành mối đe dọa lớn đối với các cộng đồng nghèo khó, Quang Linh đã cho thấy rằng đôi khi những điều nhỏ bé và chân thành lại có sức mạnh lớn lao hơn cả. Còn các bạn nghĩ sao về chuyện này? Hãy để lại bình luận của các bạn nhé! Và nội dung trên cũng đã kết thúc video ngày hôm nay. Cảm ơn các bạn đã theo dõi đến giây phút này. Đừng quên bấm like, share và nhấn nút đăng ký kênh Việt Nam Stronger để ủng hộ mình, cũng như cập nhật những tin tức mới nhất về Việt Nam xinh đẹp. Nếu có thông tin gì muốn nghe, muốn xem, hãy bình luận bên dưới để thông tin cho mình biết nhé. Mình luôn đón nhận những ý tưởng thú vị từ các bạn. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại ở các video tiếp theo. Cha xứ châu Phi rơm rớm cảm ơn Việt Nam khi lần đầu trong đời được ăn bữa cơm đầy đủ. Nếu nhắc đến một nhóm người Việt Nam được ca ngợi vì sự nhiệt huyết, tinh thần gắn bó và đóng góp không ngừng nghỉ cho cộng đồng, thì team châu Phi chắc chắn sẽ nằm trong danh sách đó. Trong đó, Công Giáp là một trong những thành viên nổi bật của team được nhiều người yêu mến, luôn biết cách mang tinh thần Việt Nam đến với mảnh đất xa xôi, lan tỏa văn hóa Việt Nam tới bạn bè quốc tế. Sự nỗ lực của team châu Phi cũng như Công Giáp không chỉ thể hiện qua những công trình thiện nguyện, mà còn qua những khoảnh khắc nhỏ nhặt và ý nghĩa, ví dụ như những bữa cơm giản dị nhưng đong đầy tình cảm như thế này chẳng hạn. Lần đầu tiên trong cuộc đời, vị cha xứ châu Phi được thưởng thức một bữa cơm đậm chất Việt Nam, với chúng ta chỉ là bữa cơm của con nhà nghèo nhưng lại khiến ông phải rơm rớm nước mắt vì xúc động. Ngay bây giờ, chúng ta sẽ cùng theo chân Công Giáp và Sơn Thạch trong một hành trình đặc biệt đến với bản Mai Ala, một ngôi làng nhỏ bé nằm xa xôi tại Angola, là vùng đất nghèo khó nhưng tràn đầy sự hiếu khách. Nếu các bạn thường xuyên theo dõi kênh Công Giáp Vlogs, Cuộc sống ở châu Phi thì hẳn đã biết đến vị cha xứ này rồi. Ông là một người đã dành rất nhiều tâm huyết để chăm lo cho đời sống tinh thần của người dân bản địa. Những người như cha xứ là biểu tượng của lòng nhân ái và sự hy sinh, nhưng cũng chính họ, đôi khi lại là người ít có điều kiện để tận hưởng những bữa cơm đầy đủ, tươm tất. Với ý định mang đến một chút hương vị quê hương, Công Giáp và Sơn Thạch đã quyết định chuẩn bị một bữa cơm Việt Nam giản dị nhưng đầy ấm cúng để mời cha xứ và một vị khách người địa phương thưởng thức. Nhưng không phải là những món ăn cầu kỳ, bữa cơm này gồm các món ăn rất đơn giản, dân dã tại Việt Nam. Đậu phụ rán, cá khô rán, rau muống luộc và đặc biệt là món canh rau muống vắt chanh, tất cả đều là những món ăn gắn bó với biết bao thế hệ người Việt. Như các bạn biết đấy, trong môi trường nông thôn xa xôi ở Angola, việc chuẩn bị một bữa cơm Việt Nam không phải là điều dễ dàng. Ở đây không có siêu thị hay chợ, bán đầy đủ các loại rau thịt như ở Việt Nam. Vì thế, Công Giáp và Sơn Thạch đã tìm những nguyên liệu đơn giản nhưng vẫn gần gũi với bữa cơm truyền thống của người Việt. Nhìn mâm cơm mà ép lại nhớ nhà quá các bạn ạ. Nhớ những bữa cơm mẹ nấu, cái thời còn khó khăn vất vả, chỉ có đậu rán với đĩa rau muống luộc chấm mắm hoặc là tương.
ấy thế mà đánh bay mấy bát cơm lận, đặc biệt là bát canh rau muống vắt chanh. Trời nóng nực mà húp bát canh, ôi nó đã gì đâu. Điều thú vị là khi mâm cơm đã sẵn sàng, một sự ngạc nhiên hiện rõ trên khuôn mặt của cha xứ và người dân địa phương. Họ rất tò mò trước cách bày biện của người Việt. Ở Việt Nam, các món ăn thường được dọn ra từng đĩa riêng biệt, bày trên mâm hoặc bàn ăn. Mọi người cùng ngồi quây quần xung quanh mâm cơm, gắp thức ăn từ đĩa chung và chia sẻ cùng nhau. Đây là một phần văn hóa quan trọng của người Việt, bởi mâm cơm không chỉ là để ăn cho no mà còn là để gắn kết tình thân. Ngược lại, ở nhiều vùng châu Phi hay là Angola cũng vậy, cách ăn uống thường đơn giản hơn nhiều. Người dân thường cho tất cả thức ăn vào một chiếc đĩa lớn, mỗi người sẽ lấy phần ăn riêng của mình. Họ không có thói quen dọn từng món riêng rẽ như người Việt. Điều này không chỉ phản ánh sự khác biệt trong văn hóa ẩm thực mà còn phần nào nói lên điều kiện sống khó khăn hơn của người dân nơi đây. Khi nhìn thấy cách dọn cơm của Công Giáp và Sơn Thạch, cha xứ tỏ ra rất tò mò. Ông rất tò mò về cách thức ăn uống của người Việt Nam và bày tỏ mong muốn học hỏi. Lần đầu tiên trong đời, ông thấy một bữa cơm được bày biện như vậy và không giấu nổi sự thích thú thốt lên rằng đây là lần đầu tiên cha được ăn một bữa cơm vừa ngon mà vừa đẹp như thế này. Ông cũng cố gắng tập ăn bằng đũa, một thứ công cụ khá mới lạ đối với người dân bản địa cũng như nhiều người nước ngoài khác với những tình huống giờ khóc giờ cười. Nhưng có vẻ vị cha xứ dùng đũa đỉnh của chóp đấy chứ. Gắp một miếng rau, chấm đẫm nước mắm và ăn cùng với cơm trắng. Ta nói, nó bùng nổ vị giác. Cá khô rán giòn, chấm với nước mắm, mang lại hương vị mặn mòi của biển cả. Đậu phụ rán giòn, vàng rụng cũng được chấm cùng nước mắm là món ăn dân dã nhưng ngon miệng. Và cuối cùng là món canh rau muống vắt chanh, một món canh tuy không cầu kỳ nhưng lại là sự kết hợp tuyệt vời của vị thanh mát của rau muống và chua nhẹ của chanh. Món canh này vừa dễ dùng lại còn rất tốt cho sức khỏe, đặc biệt là trong những ngày hè oi ả. Hy vọng là các bạn không xem video này lúc đang đói, chứ ít là muốn chạy về ăn cơm mẹ nấu lắm rồi đấy. Có thể với người Việt Nam, những bữa cơm gia đình quây quần bên nhau như thế này không có gì đặc biệt. Nhưng với người dân châu Phi, đặc biệt là cha xứ, đó là một hình ảnh rất mới lạ và đầy cảm xúc. Khi được Công Giáp hỏi cha có muốn chuyển sang dùng cơm như cách truyền thống không, cha đã từ chối và nói rằng cha rất thích phong cách ăn uống như vậy và muốn học tập theo. Cha xứ trong suốt bữa ăn không ngừng bày tỏ sự ngạc nhiên và xúc động. Ông không thể tin được rằng sau hơn nửa đời người sống ở bản làng này, ông lại được thưởng thức một bữa cơm đầy đủ và ngon miệng đến vậy. Ông thậm chí còn thốt lên rằng đây là bữa cơm ngon nhất mà tôi từng ăn trong đời. Khi ăn món canh rau muống vắt chanh, cha xứ đã thể hiện biểu cảm như thể không ngờ rằng một món ăn đơn giản như thế lại có thể mang lại cảm giác sảng khoái đến vậy. Sự chân thành, gần gũi, cởi mở của Công Giáp và Sơn Thạch đã mang đến niềm vui và sự xúc động cho cha xứ cũng như người dân có mặt. Họ cùng nhau ngồi xuống, ăn uống, trò chuyện và chia sẻ với nhau những câu chuyện về cuộc sống, về ẩm thực và về văn hóa của từng nơi. Không còn khoảng cách về địa lý hay khác biệt về văn hóa, tất cả đều hòa làm một trong khoảnh khắc ấm cúng bên mâm cơm. Bữa cơm này không còn là một bữa ăn đơn giản thường ngày, mà còn mang ý nghĩa kết nối cảm xúc và văn hóa giữa hai vùng đất cách nhau nửa vòng trái đất. Thưa các bạn, Công Giáp và team châu Phi được yêu mến bởi những đóng góp cho cộng đồng trong các hoạt động thiện nguyện. Bên cạnh đó, các bạn trẻ người Việt này còn rất tích cực trong việc quảng bá văn hóa ẩm thực Việt Nam đến với người dân địa phương ở Angola. Họ thường xuyên nấu những món ăn đậm chất Việt Nam để chia sẻ với anh em châu Phi và điều thú vị là lần nào các món ăn cũng nhận được sự hưởng ứng và khen ngợi không ngớt. Mỗi khi Công Giáp hay các thành viên khác của team châu Phi chuẩn bị những bữa cơm Việt, người dân bản địa đều vô cùng ngạc nhiên và thích thú, không những bởi hương vị ngon miệng mà còn bởi cách bày biện cực kỳ tinh tế. Các món ăn truyền thống như cá khô rán, thịt kho, rau muống luộc hay nem rán đều được nấu theo phong cách quen thuộc của Việt Nam. Mỗi lần họ nấu các món ăn Việt Nam là mỗi lần bầu không khí trở nên ấm cúng và đầy cảm xúc. Thế mới thấy, ẩm thực Việt Nam có một sức hút đặc biệt. Không những làm siêu lòng người Việt, nó còn thu hút thực khách từ khắp nơi trên thế giới, từ Á sang Âu, từ Đông đến Tây và ngay cả châu Phi xa xôi, nơi có văn hóa rất khác biệt với Việt Nam. Hương vị của các món ăn Việt với sự cân bằng tuyệt vời giữa chua, cay, mặn, ngọt đã khiến bất kỳ ai thử qua một lần đều phải mê không lối thoát. Những món như thịt kho tàu, nem rán hay rau muống luộc tưởng chừng rất mộc mạc nhưng lại làm người ta nhớ mãi. Và chẳng cần sơn hào hải vị, chính sự đơn giản ấy lại càng làm nổi bật sự tinh tế và phong phú của ẩm thực Việt Nam. Từ những người lần đầu ăn thử như các trưởng bản, cha xứ ở châu Phi, đến những ai đã quen thuộc với ẩm thực của nhiều quốc gia, đều không thể cưỡng lại sức hấp dẫn của những món ăn Việt Nam. Từ hương vị cho đến cách các món ăn được chế biến tỉ mỉ, bày biện đẹp mắt và đặc biệt là văn hóa ngồi quây quần bên mâm cơm. Sự hòa quyện giữa ẩm thực và tinh thần gia đình đã khiến mỗi bữa ăn trở thành một trải nghiệm văn hóa đầy ấn tượng. Việc Công Giáp và team châu Phi mang văn hóa ẩm thực Việt Nam ra thế giới không chỉ dừng lại ở việc nấu một bữa cơm mà chính là lan tỏa những giá trị văn hóa của người Việt. Ai cũng phải tấm tắc khen và bày tỏ mong muốn được nếm thử nhiều món ăn Việt Nam hơn nữa. Câu chuyện về bữa cơm này là một minh chứng rõ ràng cho sức mạnh của sự chia sẻ. Dù là những món ăn đơn giản,
nhưng nếu được chia sẻ bằng cả tấm lòng, chúng có thể mang lại niềm vui và hạnh phúc cho những người xung quanh. Cha xứ, người đã dành cả đời sống và cống hiến cho người dân bản địa, chắc chắn sẽ không bao giờ quên được bữa cơm này phải không nào? Bữa cơm dù không có sơn hào hải vị, nhưng lại đầy đủ về mặt tình cảm, là sự kết nối giữa những người khác màu da, khác khu vực địa lý nhưng lại chứa đựng những trái tim chân thành. Các bạn có cảm nhận như thế nào sau khi xem video này? Hãy để lại comment nhé! Và nội dung trên cũng đã kết thúc video ngày hôm nay. Cảm ơn các bạn đã theo dõi đến giây phút này. Đừng quên bấm like và nhấn nút đăng ký kênh Việt Nam X-Stronger để ủng hộ mình cũng như cập nhật những tin tức mới nhất về Việt Nam xinh đẹp. Nếu có thông tin gì muốn nghe, muốn xem, hãy bình luận bên dưới để thông tin cho mình biết nha. Mình luôn đón nhận những ý tưởng thú vị từ các bạn. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại ở các video tiếp theo.